Hiện tại bên em đang di chuyển trên cái tuyến đường Gò Xoài về khu vực chợ Gò Xoài để giới thiệu đến quý khách một căn nhà mặt tiền đường Gò Xoài. Vị trí kinh doanh đắc địa, diện tích là ngang 4 dài 20m. Nhà cấp 4 cao ráo khang trang nằm trong khu dân cư đông đúc sầm uất. Với cái giá là 8 tỷ mốt còn thương lượng và ngân hàng thẩm định mình vay 70% tổng giá trị căn nhà. Từ vị trí căn nhà mình đi ra chợ Gò Xoài là 500m. Và đi ra khu vực Tân Kỳ, Tân Quý, Hà On, Tân Phú là khoảng 1,5 km. Ở đây mình đi ra 4 xã là 2 km. Và đi về Đầm Sen là 3 km. Tiện ích đầy đủ hết, nhà mình nằm gần trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trong vòng 300m đổ lại. Và để tham quan căn nhà này trực tiếp và làm việc với chính chủ, quý khách vui lòng kết nối với bên em nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này, nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.